đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đến thăm và chúc Tết Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm và chúc Tết các đơn vị chức sắc, tăng ni Phật tử của thành phố Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, trong năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia hiệu quả các phong trào của thủ đô và cả nước như xóa đói giảm nghèo, chăm lo người có công, dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời khẳng định những kết quả toàn diện mà thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2017 có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni Phật tử. Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đạt kết quả to lớn hơn nữa, cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018. Chúc các hòa thượng, thượng tọa trong hội đồng trị sự đón năm mới an lạc, viên mãn.